lãnh đạo xã phù phép hàng chục hecta đất công thành đất ông. Xe buýt lấn làn vượt đèn đỏ ở thành phố Hồ Chí Minh. Cố vấn tổng thống Mỹ bí mật tới Ả Rập Xê Út vận động sản xuất thêm dầu. Tổng thống Sri Lanka kêu gọi sự giúp đỡ quốc tế. Ứng viên thống đốc Texas hét vào mặt thống đốc giữa họp báo vụ xả súng. Facebook tiếp tục bị réo tên sau vụ xả súng thảm khốc ở trường học Mỹ. Hơn 140 người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả ở Cameroon. Trung Quốc chống dịch gắt gao, tất là phải cách ly hàng nghìn công nhân. Đặc phái viên Vương Kỳ Sơn của ông Tập đến thăm Seoul với thông điệp cho Hoa Kỳ. Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp tối ngày 26 tháng 5 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, liên quan vụ bí thư, chủ tịch xã ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định phù phép hàng chục hecta đất công thành đất ông, có 7 cán bộ bị xem xét kỷ luật. Sáng 26 tháng 5, ông Lương Đình Tiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh cho biết, vừa có kết luận về việc xử lý vụ giao đất cấp sổ đỏ cho 5 hộ dân tại xã Canh Hòa, huyện Vân Canh không đúng quy định của luật đất đai. Theo đó, liên quan đến vụ việc sai phạm trên, có 7 cán bộ xã Canh Hòa và huyện Vân Canh, trong đó có 3 cán bộ còn đương chức và 4 cán bộ đã nghỉ hưu. Cũng theo ông Tiên, đối với những trường hợp được giao đất cấp sổ đỏ trái quy định nhưng đã chuyển nhượng cho người khác, huyện cũng sẽ cương quyết thu hồi, đồng thời yêu cầu những người đã chuyển nhượng bồi thường cho những người được chuyển nhượng. Sự việc xảy ra vào tháng 10, 2008, khi đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Canh Hòa, ông Đoàn Văn Mức, nguyên bí thư Đảng ủy xã, có đơn xin giao đất và cấp sổ đỏ đối với thửa đất có diện tích là hơn 150m². Trong đơn, ông Mức khai nguồn gốc đất này là do bản thân tự khai hoang vào năm 1996. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy thửa đất này là đất lâm nghiệp do Ủy ban Nhân dân xã Canh Hòa quản lý, không phải do ông Mức khai hoang, quản lý sử dụng. Việc lãnh đạo xã Canh Hòa được cấp đất lâm nghiệp trái quy định khiến nhiều người dân địa phương bức xúc. Cùng thời điểm trên, khi đang giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Canh Hòa, ông Đoàn Văn Môn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Canh Hòa, cũng có đơn xin giao đất và cấp sổ đỏ đối với thửa đất có diện tích là hơn 100m². Ông Trần Điệp xin cấp sổ đỏ thửa đất với hơn 147m². Ông Đoàn Văn Hoài xin cấp sổ đỏ thửa đất hơn 150m² và ông Trần Trung Thạch cùng ngụ ở huyện Vân Canh xin cấp sổ đỏ thửa đất hơn 71m². Cũng như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Canh Hòa Đoàn Văn Mức, vào thời điểm ấy, bốn người nói trên khai nguồn gốc đất này là do tự khai hoang vào năm 1996, nhưng thực tế họ đều không khai hoang, quản lý sử dụng. Đây là đất quy hoạch rừng sản xuất và đất lâm nghiệp do xã Canh Hòa quản lý. Kính thưa quý vị, ngày 26 tháng 5, Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử lý tài xế Mai Văn Cảnh, 61 tuổi, lái xe buýt số 81 tuyến bến xe Chợ Lớn đến Lê Minh Xuân về hành vi đi không đúng làn đường quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Trước đó, sáng 23 tháng 5, tài xế Cảnh lái xe buýt số 81 chở khách chạy trên đường Trần Văn Dầu hướng về khu công nghiệp Lê Minh Xuân. Khi đến giao lộ đường Thanh Niên, tài xế xe buýt lấn vào làn đường dành cho các phương tiện rẽ trái rồi vượt lên đèn đỏ với tốc độ cao. Vụ việc được camera hành trình của một ô tô con lưu thông cùng chiều ghi lại và đăng lên mạng xã hội. Chiếc xe buýt trên thuộc Hợp tác xã Vận tải Liên tỉnh và Du lịch Việt Thắng và hiện cơ quan chức năng đã mời tài xế Cảnh lên làm việc. Do được ưu tiên so với những phương tiện giao thông khác nên xe buýt bấy lâu nay thường bị phàn nàn chạy ẩu, vi phạm luật giao thông gây lo lắng cho người dân mỗi khi ra đường. Nối tiếp chương trình sẽ là phần tin quốc tế. Kính thưa quý vị, Chính phủ Mỹ đang tiếp tục triển khai chiến dịch gây sức ép đối với quốc gia Trung Đông phải xuất khẩu thêm dầu ra thị trường. Dẫn ba nguồn tin từ quan chức chính phủ, trang Axios của Mỹ cho biết, hai cố vấn cấp cao của Tổng thống Joe Biden, gồm điều phối viên về Trung Đông tại Tòa Bạch Ốc Brett Markert và đặc phái viên năng lượng của Bộ Ngoại giao Amos Hochstein, đã có chuyến công tác bí mật tới Ả Rập Xê Út vào ngày 24 tháng 5. Hai quan chức này sẽ tham gia thảo luận thuyết phục các nước Ả Rập Xê Út, Israel và Ai Cập đạt được một thỏa thuận tăng sản lượng dầu sản xuất cũng như đẩy mạnh quan hệ song phương giữa Washington và Riyadh. Nếu một thỏa thuận đạt được, đây sẽ là
một thành tựu chính sách đối ngoại quan trọng về Trung Đông đối với chính quyền Tổng thống Joe Biden. Cũng theo các nguồn tin, Tổng thống Biden đang cân nhắc tới Ả Rập Xê Út trong kế hoạch công du Trung Đông vào cuối tháng 6. Các nguồn tin nhận định việc đạt được một gói thỏa thuận về dầu mỏ giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út là rất quan trọng để chuyến thăm diễn ra. Thưa quý vị, Nikkei Asia đưa tin, Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa hôm 26 tháng 5 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ đất nước của ông vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất từ khi nước này tuyên bố độc lập vào năm 1948. Cuộc khủng hoảng đã đẩy Sri Lanka đến bờ vực sụp đổ kinh tế, nợ nần chồng chất, lạm phát và bất ổn xã hội. Trong đó, ngành du lịch, ngành công nghiệp chủ chốt của Sri Lanka, nguồn thu ngoại tệ rất lớn của nước này đã bị tàn phá do đại dịch virus corona kéo dài. Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu sự hỗ trợ của bạn bè cộng đồng quốc tế, bảo đảm nhu cầu trước mắt của chúng tôi, ông Rajapaksa cho biết trong một bài phát biểu được vào ngày đầu tiên của hội nghị trực tuyến tương lai châu Á tổ chức tại Tokyo. Ông Rajapaksa cho biết không có gì bí mật khi những tháng vừa qua là cực kỳ khó khăn đối với Sri Lanka. Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch Ratings tuần trước đã hạ cấp xếp hạng chủ quyền ngoại tệ của Sri Lanka xuống mức vỡ nợ giới hạn. Tổng thống Sri Lanka đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức khi giá thực phẩm tăng cao, khiến người dân tức giận với việc đất nước ban bố tình trạng khẩn cấp vào đầu tháng này. Thưa quý vị, ứng viên tranh cử thống đốc Texas của Đảng Dân Chủ Beto O'Rourke đã cắt ngang buổi họp báo và chỉ trích thống đốc Greg Abbott sau vụ xả súng tại trường học ở bang này, khiến 21 người chết. Ông O'Rourke đã tiến đến gần bàn họp báo và hét vào mặt ông Abbott, người đang cập nhật thông tin và hướng dẫn về những nơi điều trị tâm lý cho những người ảnh hưởng bởi vụ xả súng ngày 24 tháng 5, Reuters đưa tin. Một quan chức trong buổi họp báo nói với ông O'Rourke đã đi qua giới hạn. Tôi không thể tin được ông lại đến một nơi như thế này để đưa ra vấn đề chính trị. Thượng nghị sĩ Ted Cruz yêu cầu ông O'Rourke ngồi xuống. Bảo vệ sau đó phải đưa ông ra ngoài. Phải có ai đó đấu tranh cho những đứa trẻ hoặc chúng đó sẽ tiếp tục bị hại như ở Uvalde ngày hôm qua 24 tháng 5. Ông O'Rourke nói trước khi rời phòng họp. Nhiều người trong phòng họp nói rằng ông O'Rourke nên về nhà. Số khác cho biết ông O'Rourke có quyền tự do ngôn luận để tiếp tục phát biểu. Ông O'Rourke từng kêu gọi cấm súng trường khi tranh cử Tổng thống năm 2020. Ông thúc đẩy việc cấm súng trường dân dụng AR-15 sau vụ xả súng tại thành phố El Paso ở Texas, quê nhà ông vào năm 2016. Được xem là vụ xả súng nhắm vào người gốc Latin nghiêm trọng nhất trong lịch sử Mỹ. Texas là nơi có luật lệ kiểm soát súng lỏng lẻo bậc nhất Mỹ. Các dự thảo siết chặt việc mua bán súng liên tục bị các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội chặn lại. Thưa quý vị, vài phút trước khi nhẫn tâm sát hại bà mình và xả súng tại một trường tiểu học khiến 19 đứa trẻ thiệt mạng, nghi phạm Salvador Ramos đã gửi cảnh báo qua tin nhắn Facebook. Liệu rằng Facebook có nhận diện được mối đe dọa từ những dòng tin nhắn do chính kẻ xả súng gửi đi và báo cho lực lượng chức năng? Đây là câu hỏi mà thống đốc Texas Greg Abbott đặt cho mạng xã hội lớn nhất thế giới, nhấn mạnh các nền tảng cần thực sự đầu tư công nghệ để phát hiện ra các mối đe dọa tiềm tàng. Theo hãng tin AP, mặc dù thống đốc Abbott gọi những dòng tin nhắn của nghi phạm Ramos là bài đăng, nội dung được lượng độc giả lớn tiếp cận sau khi bắt tay vào điều tra, Meta, công ty mẹ của Facebook, giải thích nghi phạm đã gửi những dòng tin nhắn đó trong mục tin nhắn riêng và những nội dung này không được phát hiện cho đến sau khi thảm kịch tồi tệ xảy ra. Các vụ xả súng hàng loạt mới nhất ở Mỹ đang gây thêm sức ép đối với các công ty truyền thông trong việc tăng cường giám sát các nền tảng chia sẻ trực tuyến. Trong một tuyên bố, Meta cho biết công ty giám sát các tin nhắn cá nhân của người dùng để loại bỏ một số nội dung có hại, chẳng hạn như liên kết đến phần mềm độc hại. Meta cho hay, ngay cả hệ thống giám sát hiện giờ trên Facebook cũng sẽ sớm lỗi thời. Công ty này có kế hoạch triển khai một hệ thống mã hóa tin nhắn trên Facebook và Instagram vào năm tới. Trong hệ thống mã hóa này, ngoại trừ người nhận và người gửi, ngay cả Meta cũng không thể đọc được nội dung tin nhắn. Thưa quý vị, ít nhất 140 người đã tử vong do bệnh tả kể từ khi dịch bệnh này bùng phát ở Cameroon vào tháng 10, 2021. Trong tuyên bố ngày 25 tháng 5, Thủ tướng Cameroon Joseph Dionnyu cho biết, dịch tả vẫn đang tiếp tục lây lan ở Cameroon, đặc biệt là ở các khu vực Littoral, Tây và Tây Nam. Cho đến nay, hơn 7.200 ca mắc bệnh tả đã được ghi nhận ở quốc gia Trung Phi này. Theo Thủ tướng Nhiêu, Cameroon sẽ triển khai một chiến dịch tiêm phòng bệnh tả vào tháng 6 tới để ngăn chặn dịch bệnh.
Bệnh tả là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây truyền theo đường tiêu hóa qua thức ăn và nước uống bị nhiễm khuẩn. Bệnh này có thể điều trị bằng thuốc kháng sinh và duy trì bổ sung nước cho cơ thể, song cũng có thể gây tử vong chỉ trong vài giờ nếu không được điều trị kịp thời. Dịch tả thường bùng phát ở Cameroon trong mùa mưa. Lần gần đây nhất, nước này bùng phát dịch tả là vào tháng 1 đến tháng 8 2020, khiến 66 người tử vong. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hồi đầu năm 2021, mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,3 đến 4 triệu ca mắc bệnh tả, trong đó khoảng 21.000 đến 143.000 người tử vong. Thưa quý vị, hàng nghìn công nhân của Tesla ở Trung Quốc đang bị cách ly trong những nhà máy bỏ không. Hãng xe điện Mỹ muốn nối lại hoạt động ở Trung Quốc nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Theo Bloomberg, Tesla, hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk, đang cách ly hàng nghìn công nhân trong một doanh trại và các nhà máy bỏ không ở Trung Quốc. Họ muốn đưa số ca mắc COVID-19 tại nhà máy về không. Đó là một phần trong kế hoạch quy mô lớn của nhà sản xuất ô tô Mỹ nhằm tăng cường sản xuất ở nhà máy Thượng Hải. Thành phố này đang nới lỏng các biện pháp chống dịch sau nhiều tuần phong tỏa gắt gao. Siêu nhà máy của Tesla ở Thượng Hải đã nối lại hoạt động theo một hệ thống đặc biệt, còn được coi là hệ thống quản lý khép kín do các cơ quan chức năng phê duyệt. Theo yêu cầu của giới chức Trung Quốc, các công nhân cần được cách ly từ 48 đến 72 giờ để có thể được vào trong bong bóng sản xuất cùng những công nhân khác. Theo nguồn tin của Bloomberg, sau khi hai nhóm công nhân được tập trung, họ sẽ sống tại các doanh trại hoặc nhà máy bỏ không của Tesla. Những khu vực này đều có các nhà vệ sinh di động và vòi sen để tắm rửa. Mỗi ngày, các công nhân sẽ được đón từ nơi ở tạm thời tới điểm sản xuất bằng xe buýt chuyên dụng. Kế hoạch của Tesla nhằm nối lại sản xuất gần với mức bình thường cho thấy những thách thức mà các công ty gặp phải trong bối cảnh làn sóng COVID-19 lây lan mạnh tại đất nước 1,4 tỷ dân. Hầu hết phần còn lại của thế giới đã chuyển sang sống chung với virus, nhưng Bắc Kinh vẫn quyết liệt theo đuổi chiến lược Zero Covid, tức đưa số ca nhiễm mới về không. Để đạt được mục tiêu này, giới chức Trung Quốc liên tục triển khai xét nghiệm hàng loạt và hạn chế di chuyển. Tình trạng gián đoạn hoạt động sản xuất do làn sóng dịch Covid mới đã khiến sản lượng của Tesla bị sụt giảm nghiêm trọng. Dù số công nhân hoạt động trong hệ thống khép kín đã tăng lên, nhưng những hạn chế về không gian đồng nghĩa với việc họ sẽ phải nằm chung giường trong các ký túc xá tạm bợ. Theo nguồn tin của Bloomberg, các công nhân ban ngày và ban đêm sẽ thay phiên nhau ngủ trên những chiếc giường chung. Ít nhất tới cuối tuần này, nhà máy tại Thượng Hải mới có thể trở lại hoạt động với công suất tối đa, bởi các công nhân trở lại nhà máy theo từng đợt, thêm vào đó nguồn cung của phụ tùng ô tô vẫn còn khan hiếm. Thượng Hải đã nới lỏng các biện pháp chống dịch sau khi 25 triệu cư dân của thành phố bị mắc kẹt tại nhà trong gần 2 tháng. Nhưng Trung Quốc kiên quyết theo đuổi chiến lược Zero Covid, đồng nghĩa với việc nhiều hạn chế vẫn được áp dụng. Người dân vẫn cần giấy thông hành để rời khỏi nhà. Nhiều doanh nghiệp bao gồm cả nhà hàng còn đóng cửa. Theo dữ liệu được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố, chỉ số quản lý thu mua PMI trong lĩnh vực sản xuất của nước này đã lao dốc từ 49,5 trong tháng 3 xuống còn 47,4 vào tháng 4. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2 2020. Kính thưa quý vị, đặc phái viên Vương Kỳ Sơn của ông Tập đến thăm Seoul với thông điệp cho Hoa Kỳ. Khả năng Trung Quốc đang âm thầm tiến hành các cuộc đàm phán để có một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Tập với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo phân tích của Katsuchi Nakazawa trên Nikkei Asia ngày 26 tháng 5. Đầu tuần này, Washington đã tiến hành một loạt các hoạt động ngoại giao cấp cao nhất ở châu Á. Chủ đề cơ bản trong chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Biden và hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo bộ tứ là cách đối phó với Trung Quốc. Trong khi đó, mối quan hệ Mỹ-Trung đang đứng trên bờ vực thẳm. Đây là mối quan tâm lớn nhất đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông tìm cách trở thành lãnh đạo cao nhất của đất nước tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa thu năm nay. Đồng thời, cuộc chiến ở Ukraine đã khiến dư luận Trung Quốc chia thành hai luồng ngang nhau. Trong bối cảnh đó, ông Tập đã âm thầm thực hiện một động thái chiến lược. Ông Tập dường như đã sử dụng Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn, cánh tay đắc lực của ông để đưa quan hệ với Washington đi đúng hướng. Ông Vương có mối liên hệ chặt chẽ với Phố Quân, do đó ông có thâm niên giám sát lĩnh vực tài chính và thương mại Trung Quốc. Vào ngày 10 tháng 5, ông Vương được cử làm đại diện đặc biệt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ông Vương trao cho ông Yoon một bức thư cá nhân từ ông Tập. Phân tích theo lối thông thường, việc ông Tập cử một quan chức tới Hàn Quốc dự lễ nhậm chức Tổng thống cho thấy ông Tập báo hiệu rằng ông coi trọng quan hệ với quốc gia láng giềng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ông Vương có một nhiệm vụ quan trọng khác? Dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ hôm đó là Douglas Imhoff, phu quân của Phó Tổng thống Kamala Harris.
Phái đoàn bao gồm Bộ trưởng Lao động Martin Walsh và các nhà lập pháp Amy Berra và Marine Strickland, trợ lý đặc biệt của Tổng thống về các vấn đề nhân sự Linda Sim và trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Thuk Kim. Các nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết, trong chuyến thăm ngắn gọn này, ông Vương đã gửi tín hiệu tới phái đoàn Hoa Kỳ, cho thấy Trung Quốc đã sẵn sàng đối thoại. Ông đã đưa ra những thăm dò để đánh giá xem liệu có khả năng diễn ra một cuộc tương tác cấp cao nào đó giữa Mỹ và Trung Quốc trong tương lai gần hay không. Danh hiệu không bình thường, đại diện đặc biệt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao cho ông Vương quyền lực không chính thức. Đó là vai trò mà các quan chức như Dương Khiết Trì, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị có thể không bao giờ được trao. Một tuần sau, thông điệp không ồn ào ở Seoul có kết quả khi Dương Khiết Trì nói chuyện qua điện thoại với Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan. Một bài báo của Tân Hoa Xã trích lời ông Dương nói rằng phía Hoa Kỳ đã nói rõ trong nhiều trường hợp rằng họ tuân theo chính sách một Trung Quốc và không ủng hộ Đài Loan độc lập. Tuy nhiên, các hành động và tuyên bố gần đây của Hoa Kỳ về vấn đề Đài Loan khá khác nhau. Nếu phía Hoa Kỳ vẫn tiếp tục chơi lá bài Đài Loan và dấn sâu hơn vào con đường sai lầm, nó sẽ khiến tình hình trở nên nguy hiểm, nghiêm trọng. Họ cũng trao đổi quan điểm về Ukraine và tình hình trên bán đảo Triều Tiên và một số vấn đề quốc tế và khu vực khác. Câu cuối trong bản tin của Tân Hoa Xã nêu rõ. Câu cuối này được cho là một ẩn ý quan trọng, cho thấy Trung Quốc dường như đang ra hiệu rằng nếu Biden kiềm chế không đi xa hơn nữa về vấn đề Đài Loan trong chuyến công du châu Á của ông, Trung Quốc sẽ có thể hợp tác ở một mức độ nhất định về tình hình Ukraine và trên bán đảo Triều Tiên khi Triều Tiên tăng tốc cho vụ thử tên lửa hạt nhân khác. Sẽ không có gì lạ khi Trung Quốc chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình. Trung Quốc có thể đã bổ sung một số yêu cầu khác, bao gồm loại bỏ hoặc ít nhất là giảm thuế quan từ thời chính quyền Trump. Đây là một tình huống thuận lợi cho Tòa Bạch Ốc trước chuyến thăm châu Á của ông Biden. Nếu Bắc Kinh đã đầu tư cho một hội nghị thượng đỉnh trong tương lai gần, thì họ sẽ không có bất kỳ cuộc phiêu lưu quân sự bất ngờ nào trong chuyến thăm châu Á của Tổng thống Mỹ. Vào ngày 19 tháng 5, ông Sullivan đã mạnh mẽ ám chỉ về một cuộc giao lưu giữa ông Biden và ông Tập có thể diễn ra trong tương lai không xa. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong những tuần tới, Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập nói chuyện trở lại, ông Sullivan nói trên chuyên cơ không lực 1 trong khi đang trên đường tới Hàn Quốc. Nhận xét của ông Sullivan cho thấy rằng, ít nhất là đến ngày 19 tháng 5, liên lạc giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã diễn ra suôn sẻ. Đã xuất hiện những lời đồn đoán trong số các quan chức Trung Quốc rằng cuộc đàm phán ông Tập Biden có thể được tổ chức vào cuối tháng 5, ngay sau hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ ở Tokyo. Thêm một tín hiệu quan trọng khác, và một lần nữa, chính ông Sullivan lại là người tiết lộ điều đó. Trong cuộc họp ngắn vào hôm Chủ nhật, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Biden cho biết, Đài Loan sẽ không tham gia khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, EPEF, vào lúc này. Đó là một cử chỉ thiện chí từ phía Hoa Kỳ đối với Bắc Kinh. Giờ đây, khi các cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Mỹ và Bộ Tứ đã kết thúc, câu hỏi đặt ra là ý định giao lưu cấp cao của Trung Quốc có thay đổi hay không? Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ở Tokyo hôm thứ Hai, Biden được hỏi liệu ông có sẵn sàng tham gia quân sự để bảo vệ Đài Loan hay không? Ông Biden trả lời rằng có và nói thêm rằng đó là một cam kết mà chúng tôi đã thực hiện. Nhận xét của Biden về Đài Loan đã thu hút phản ứng dữ dội từ Trung Quốc. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo, ông Biden cho biết ông đang xem xét hạ mức thuế nhập khẩu trừng phạt đối với hàng hóa Trung Quốc. Đây sẽ là một lợi ích cho ông Tập. Nếu hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Mỹ-Trung sẽ diễn ra, ông Tập sẽ nói gì với Biden? Trong khi đề cập đến những điểm thường nói về Đài Loan, ông chắc chắn sẽ chỉ ra rằng ông không có ý định phá hủy mối quan hệ của Trung Quốc với Mỹ. Ông Tập có ít sự lựa chọn, việc quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ xấu đi sẽ chỉ mang lại cho những người lớn tuổi trong đảng và các phe phái đối thủ những cái cớ để phản đối việc ông giành nhiệm kỳ thứ ba. Bên cạnh đó, nền kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn do chính sách Zero Covid và các chính sách kinh tế bắt nạt các công ty tư nhân. Ông Tập bây giờ không thể đủ khả năng để có một đường lối cứng rắn đối với Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, mục tin tổng hợp tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên SafeChat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.